Những ngày gần đây, thị trường xuất hiện loại bí quả siêu lạ với đủ các dáng màu sắc khác nhau. Những quả bí này có trọng lượng khá nhỏ, dao động từ 150 đến 300 gram một quả. Theo người bán thì đó là bí đỏ baby, nguồn gốc từ nước ngoài được du nhập về Việt Nam và trồng làm bí cảnh. Điều đặc biệt là bí baby có hình dáng khác lạ, màu sắc độc đáo. Bí baby hút dân Hà Thành mua về ngắm chơi, dù có giá đắt đỏ. Có người chi hàng triệu đồng mua loại quả này về trang trí, rồi để vài ba tháng khi chán lại đem ra nấu ăn. Do quả bí đẹp nên mọi người thường hay làm món bí nhồi thịt để hấp hoặc nướng. Một số gia đình thì dùng làm đồ ăn dặm cho trẻ nhỏ. Giá bí baby chia làm hai loại, bí mix quả to nhỏ có giá 95.000 đồng 1 kg, bí vàng có giá 85.000 đồng 1 kg. Với mức giá này thì bí baby đắt hơn bí ngô từ 5 đến 10 lần nhưng vẫn rất hút khách Hà Nội. Hiện nay Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, cũng như chưa quy định được đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Do vậy, các hoạt động mua bán, trao đổi các đồng tiền ảo do một số cá nhân tại Việt Nam thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế hoặc thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã thành lập tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để thiết kế chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng nhiệm vụ của Bộ. Hiện tổ đã bước đầu triển khai các việc nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý giám sát liên quan. Hơn 1.800 container phế liệu nhập khẩu đang tồn ở cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, nhưng các chủ hàng và hãng tàu chưa hợp tác để giải quyết. Số container này của hơn 30 hãng tàu vận chuyển nhập khẩu về cảng Cát Lái từ năm 2017 đến nay. Qua kiểm kê giám định của các cơ quan chức năng, có 430 container hàng phế liệu đủ điều kiện nhập khẩu, 880 container không đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, chất lượng và số container còn lại liên quan đến vụ án đang điều tra. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, số container đảm bảo các tiêu chuẩn nhập khẩu sẽ được cơ quan này làm thủ tục bán đấu giá theo quy định và xác lập sở hữu nhà nước. Đối với số phế liệu không đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì buộc các hãng tàu tái xuất toàn bộ ra khỏi Việt Nam. Nếu các đơn vị này không tái xuất, muốn tiêu hủy thì phải có văn bản chấp nhận của Sở Tài nguyên Môi trường và hãng tàu phải chịu toàn bộ chi phí.